Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay kênh mua bán xe cũ sẽ gửi tới anh chị và các bạn mẫu xe Lexus GX460 nhập Nhật xuất Mỹ, màu đen, nội thất nâu, sản xuất năm 2013, model 24. Đăng ký lần đầu 2014, tên công ty xuất hóa đơn cao. Mọi chi tiết trên xe đều nguyên bản, xe đi 26.000 cây. Giá hiện đang giao bán khoảng 2 tỷ 800 triệu đồng. Để rõ chính xác, mời anh chị và các bạn liên hệ trực tiếp tới số điện thoại trên màn hình. Xe trang bị option, chìa khóa thông minh Start Stop, nội thất da cao cấp, hàng ghế trước chỉnh điện nhiều hướng, hàng ghế thứ 3 chỉnh điện, nhớ ghế 2 vị trí, sấy ghế, sấy vô lăng, màn hình DVD cùng cổng kết nối USB, kết hợp âm thanh loa Max Levin, đề nổ từ xa, cửa sổ trời, rửa đèn, chế độ đèo dốc, cảm biến quanh xe. Xe bán showroom ra có cam kết bảo hành. Ngoài ra còn cam kết các hạng mục, cam kết xe không lỗi, xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số của xe nguyên bản, xe có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đúng năm sản xuất, đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện mua bán sang tên. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ anh chị và các bạn tới Auto 139. Anh chị và các bạn có thể đăng ký kênh để nhận được những clip báo giá về các dòng xe mới nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi clip.